Hello, có vách thành channel start kia được không? Trung cũng được. Sleeper Body Assassin. Ok. Let's go. Đấy rồi. 20-200. Locker down.
Roger that. Two men run đi. Đây rồi. Đúng rồi. From abroad. Yellow cap. Rồi bản hơi khó một chút. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba. Các bạn sẽ phải làm từng nhiệm vụ cho ông cái này đề ra. Ok, đầu tiên thì mình sẽ vào thay một bộ đồ con lên. Sẽ chở anh chàng này đến địa điểm. Take me to my place. Và sau đó thì các bạn đến điểm chữ V này để nhận nhiệm vụ tiếp theo. Xuống xe và nhận nhiệm vụ. Đó, như thế, ok. Rồi, tiếp tục là tựa game thứ tư. Tommy Vercetti. Poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shoveled shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. I'm late!
fucking pissed. Và tiếp tục các bạn sẽ làm một bộ tiếp theo. Sleep, he says. Các bạn sẽ thay quần áo và đi đón một cô gái đến một địa điểm đó là nhà của ta. Và như thế các bạn sẽ tiếp tục làm điều tiếp theo. Rồi, tiếp tục là Sleeper Hollow. Vẫn chưa đủ tiền để nâng cấp. Zombie. Thank you.
挂电话吧 ，OK。I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Place right here. Let's get off the street and find the danger close. I'm gonna get you. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back, so I can probably get you some work. Come on, let's head over there.Let's go around the back and use the service door. Traffic Guido. Okay, let's go. Wow, oh my god. Oh my god, cookie final.所以，我们先去上那个故宫。